Xin chào các bé, hôm nay chị rất vui được gặp lại các bé. Các bé ơi, hôm nay chúng mình sẽ vẽ gì nhỉ? Đố các bé biết sữa hàng ngày chúng mình uống là sữa của con gì? Đó chính là sữa bò. Vì vậy, hôm nay chị và các bé sẽ cùng nhau vẽ bò sữa nhé. Để vẽ được bò sữa đẹp và đơn giản, các bé vẽ theo chị nhé. Đầu tiên là vẽ một hình tròn làm đầu của chú bò. Sau đó vẽ thêm một cung tròn to bên dưới để làm thân của chú bò, và vẽ thêm một cung tròn nhỏ nữa để làm cái bầu sữa của bò nhé. Sau đó thì mình sẽ vẽ bốn chân của chú bò. Tiếp đến là hai tay. Từng mắt to tròn, mũi và cái miệng đang cười, cùng một cái lưỡi thè ra bên ngoài nhé. Trên thân của bò sữa thường có những quang đen, quang trắng. Mình sẽ không quên vẽ những đốm đen cho bò sữa nhé. Bây giờ chúng mình dùng bút đậm màu đen để tô lại cho rõ ràng hơn. Sau đó thì mình dùng tẩy để tẩy hết các nét thịt thừa đi.
tô màu cho chú bò sữa. Đầu tiên chị sẽ dùng màu đen để tô sừng này, lông mày này, hai mắt và những khoang đen trên thân của bò sữa. Với thân bò thì chúng ta sẽ dùng một chì để tô nhé. Mình sẽ dùng màu hồng nhạt để tô cái bầu sữa của chú bò. Chân của chú bò mình sẽ dùng màu gì nhỉ? Mình sẽ dùng màu vàng nâu nhé. Màu vàng nâu cũng sẽ được sử dụng để tô hai cái ống mũi của chú bò đấy. Đối với lòng ngoài của mắt và mũi của chú bò, chúng mình sẽ tô bằng màu da nhé.
tô hai má của chú bò. Chúng ta sẽ dùng màu đỏ để tô nữa của chú bò nhé. Bé ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thành xong chú bò sữa đáng yêu rồi đấy. Các bạn hãy vào ấn nút đăng ký kênh Vẽ Cùng Bé để xem nhiều video hay hơn nữa nha.